chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alphard Computer. Asus VivoBook Pro 14X, giải pháp mới dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Mới đây thì Asus đã bổ sung thêm vào dòng sản phẩm VivoBook của mình một sản phẩm như một luồng gió mới, trẻ trung, năng động nên được sở hữu rất là nhiều các sự cải tiến từ thiết kế bên ngoài cho đến hiệu năng bên trong. Mình thì vừa mới nhận được em này thôi vì đây là một sản phẩm cực kỳ hot. Số lượng của em này về bán cũng không nhiều, thế nên là mình sẽ chỉ review nhanh khi cầm trên tay em này. Còn về review chi tiết các tính năng cũng như là hiệu năng thì chắc sẽ là một bài review trên web của Alphard để cho các bạn xem sau nhé. Điểm đặc biệt nhất mà mình phải nói đầu tiên đó chính là phần touchpad. VivoBook Pro 14X thì sẽ được trang bị là Dual Pad, thì đây sẽ là tính năng đầu tiên xuất hiện trên các dòng máy của Asus VivoBook, có thể tương thích với các phần mềm Adobe từ phiên bản 2020 trở lên như là Photoshop này, Lightroom hoặc là Premiere Pro, thì người dùng có thể tùy chỉnh giao diện cài đặt sẵn để truy cập các chức năng của phím tắt như là phóng to, thu nhỏ, điều chỉnh độ sáng, kích thước của các công cụ vẽ. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tăng giảm độ sáng âm thanh ở trên Pro 14X nữa. Tiện nói đến touchpad thì mình sẽ nói về bàn phím luôn. Năm nay thì bàn phím có thiết kế mới mẻ hơn với các mảng màu như là xám đen xen kẽ nhau. Về phím Escape thì sẽ là màu vàng cam rất là nổi bật. Và hành trình phím ở đây thì cũng khá là sâu, độ nảy cũng rất là tốt, cảm giác gõ thích. Về thiết kế thì vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế phẳng nguyên khối theo xu hướng tối giản quen thuộc của dòng VivoBook. Thế nhưng Pro 14X lại được chăm chú nhất vào phần logo. Không giống như những thế hệ tiền nhiệm trước đó chỉ có duy nhất dòng chữ là Asus VivoBook, mà lần này thì logo sẽ được dập nổi thành hình khối, sẽ mang đến cho mình một cái cảm giác sản phẩm cao cấp hơn, bắt mắt hơn. Kiểu như khi mà nhìn vào sản phẩm thì logo sẽ là thứ đập ngay vào mắt ấy. Thì đồng thời thì cũng sẽ tăng tính nhận diện thương hiệu nhiều hơn cho khách hàng. Thì hướng đến đối tượng sẽ là những người làm về sáng tạo nội dung. Thế nên là Pro 14X cực kỳ mỏng nhẹ khi chỉ nặng có 1,4kg, màn hình 14 inch, rất là thích hợp để mang đi di chuyển. Thiết kế thì cực kỳ chắc chắn, không hề có hiện tượng ọp ẹp hay là flex một chút nào cả, với ba mặt được làm từ kim loại. Một điểm cộng cho Pro 14X mà một đứa hay giao mối tay như mình cực kỳ thích đó chính là bề mặt trên cùng này sẽ được tạo hình với các họa tiết dệt cực kỳ nhỏ trên bề mặt, thế nên là bề mặt này sẽ rất là mịn và rất ít khi bám vân tay. Về phần màn hình thì là một thứ cực kỳ quan trọng mà những người làm về sáng tạo nội dung hướng đến, thế nên là Vivo Pro 14X sở hữu màn hình ở đây là màn hình OLED, độ phân giải sẽ là 2880x1800. Màn hình này sẽ là màn hình 2,8K tỷ lệ 1060, độ sáng cực kỳ cao lên đến 600 nit và tần số quét sẽ là 90Hz. Giải hiển thị màu sắc thì cũng cực kỳ chuẩn khi mà đáp ứng đến 100% sRGB, 100% Adobe RGB và 100% DCI-B3. Thế nên là khi làm về thiết kế hình ảnh hay là đồ họa chuyên nghiệp thì màu sắc mang đến độ chính xác cực kỳ cao. Về cấu hình thì phiên bản mình đang có ở đây sẽ là AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Thì đây sẽ là thế hệ CPU được sản xuất trên dây chuyền tiến trình là 7nm, thì sẽ đem lại hiệu năng mạnh mẽ và tiết kiệm điện tối đa, đồng thời thì giảm được đáng kể lượng nhiệt năng tỏa ra khi mà hoạt động. Ngoài ra thì còn một phiên bản cấu hình cao hơn khi được chạy chip là AMD Ryzen 7 5800H để cho các bạn lựa chọn nhé. Về tính bảo mật thì cũng sẽ được nâng cao khi mà tích hợp vân tay một chạm ngay ở phần nút nguồn và sẽ có tấm gạt che vật lý ở phần webcam. Cổng kết nối thì sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, khe thẻ microSD, jack audio combo và cổng nguồn. Cuối cùng thì với mức giá là hơn 28 triệu đồng thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ ngon. Tầm giá này thì đúng là chỉ sợ không có hàng để mua thôi, chứ em này thì đúng là hàng hiếm hiện nay rồi. Link sản phẩm thì đã có sẵn ở dưới, click vào ngay trước khi hết hàng nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.